Mình mà nhái được tên lửa với tàu sân bay chắc mình mạnh hơn thằng Mỹ. Ok, cái mình nhái được mà mình chưa có đủ mà cái kỹ sư đó không? Nó ok, chiếc tàu sân bay đó hay tên lửa đó nó có hết không? Mình nhìn mình thấy mình nhái được không? Mình cũng nhái được. Mà cái mình không nhái được đó không? Mình không có nhái được đó, là cái tư duy của nó. Cái tư duy gì? Cái tư duy á mà nó tin rằng là nó làm được á cái chiếc tàu ngầm, hay nó làm được á chiếc xe tăng, hay nó sản xuất được á chiếc máy bay, thì cái tư duy đó mình nhái không được, tại vì nó vô hình. Như mà anh hỏi cái chuyện đơn giản thôi á, là ở Việt Nam đó em có thấy cái tụi trẻ nào nó đang nghiên cứu phát minh chiếc máy bay, chiếc trục thăng không? Em có thấy không? Tại sao mình có mấy ngàn đứa kỹ sư nó học cơ khí mà mình chưa có thấy đứa nào nó ra nó nghiên cứu làm sao mình làm chiếc máy bay ở Việt Nam vậy? Tại sao vậy? Mình không có nói rằng chiếc máy bay nó chở khách hay là gì chứ á. Mình chỉ nói chiếc máy bay á mình đi hỏng mặt đất rồi thôi. Sao nó bay vòng vô lại, sao nó đáp xuống như vậy thôi? Tại sao vậy? Không lẽ ở Việt Nam mình không có máy móc hả? Không lẽ ở Việt Nam mình không có sắt thép hả? Không lẽ ở Việt Nam mình nó không có cái máy hàn hả? Tại sao? Nó thiếu cái gì? Thiếu nhân lực. Không, nó thiếu là cái đứa kỹ sư á mà nó tin rằng á là cái đó có thể làm được. Nó dễ gì đó. Không, một cái mục tiêu anh muốn làm đó, anh không biết làm sao. Anh nói thẳng nha, anh không biết làm sao. Tôi nghe đừng có ai nói rằng là nói nổ hay là nói xạo gì hết. Anh nói trước rồi nghe, anh không biết làm sao. Tôi có nghe kỹ không? Ok, anh xây nhà xong đó, một cái mục tiêu anh muốn đó không? Là anh muốn đó, là đem chiếc máy bay, chiếc trục thăng về đó, Việt Nam mình đó, đến chiếc. Chiếc nhỏ không phải chiếc lớn nha, không phải là chiếc mà Việt Nam Airlines là ba đầu quỷ á. Okay. Mà anh nói là cái chiếc nhỏ đó là một hai người ngồi trong được, mà họ cắt cánh được, xong họ đáp được. Đến chị ạ. Anh muốn đem một chiếc máy bay, chiếc trục thăng về Việt Nam đó, cái mục tiêu của anh đó trong tương lai đấy không? Mong rằng anh có cơ hội để làm được đó không? Anh không biết xin giấy phép rồi sao mấy ở đâu quỷ, anh không biết mẹ gì nữa. Anh chỉ muốn là đem một chiếc máy bay, chiếc trục thăng về đó, chiếc nhỏ đó, không có lớn gì hết, chiếc mà nó chở một hai người đó không? Sao anh đem gì nói Việt Nam mình đó? Sao anh muốn là mời một chục đứa kỹ sư đó, nó lại nó tháo gác ra, mà xong rồi làm sao mà nó sản xuất được một cái chiếc trục thăng, chiếc máy bay y chang như cái chiếc mà anh đem về đó, mà xong rồi nó cắt cánh lên được, xong nó đáp được, tính chi ạ? Để cho mọi người biết là mình cũng có thể làm được nếu như mọi người có niềm tin. Đúng rồi, anh muốn là chứng minh là kỹ sư Việt Nam mình đủ khả năng, đủ trí óc đâu không để làm được. Và sao em biết là anh muốn ai làm không? Đó thế này. Anh muốn là lấy một nhóm là mấy đứa học sinh cấp 3 như trong trường đại học đâu không mà chưa học xong nữa ra rồi làm. Tính gì ạ? Để chứng minh cho mọi người biết là mình không biết nhưng mà mình chịu học thì mình sẽ làm được. Để em chứng minh bông là người Việt Nam mình là đủ khả năng cho một đứa bông 17, 18 tuổi đó bông mà nó nhái được cái máy của người khác. Nó dễ gì đó. Anh muốn chứng minh gì đó. Tính gì ạ? Tại vì cái lần đầu tiên hồi đó người ta không có tin rằng là mình chạy được một mai á bông dưới 4 phút. Một mai là bao nhiêu? Một mai là bao nhiêu? 6. Và 1.6 km đó. Ok, không có ai tin á, ai cũng á trong cái thế giới thể thao á tin rằng á mà cái người ta đó mà chạy được á 1.6 mà cây số đó bông mà dưới 4 phút đó đúng không? Là cái tim của họ sẽ bể nát luôn. Tại nó quá đau đớn. Nó tin gì đó, nó tin rằng là nó không làm được. Còn xong một đứa mà nó không có chơi thể thao, nó không có chạy đua gì chân á, một đứa thôi à, thấy không? Nó làm nghề đó anh quên rồi. Ok, mà nó không phải là trong thể thao, nó không có phải chạy bộ gì hết, nó nói ủa cái chuyện gì lạ vậy, thấy không?
Cái chuyện gì lạ gì? Tại vì á, người ta chạy được 400 mét dưới 1 phút được. Người ta chạy 400 mét dưới 1 phút được, nhiều người lắm. Mà tại sao mình gáp lại 1,600 mét đó, mà mình chạy dưới 4 phút không được. Cái chuyện đó chuyện vô lý. Xong ai cũng nói đó, ê mày đừng có mở miệng nói gì á, người ta sao nói mày tào lao đó. Nó nói mẹ có yêu tào lao không? Người ta đã chạy được 400 mét đó, dưới 1 phút rồi. Tại lý do gì á, là người ta chạy á, là cái này không được. Nói không làm được. Mình mà làm gì đó bông là bể tim hết chừng đó, nát tim hết, nổ tim hết. Nói không được. Thì nó bắt đầu nó chạy thử. Nó ra nó chạy thử á. Ok, nó chạy thử. Xong rồi từ từ nó tập nó bùng, nó tập đó, rồi nó chạy 1 phút đó, 400 mét nó bùng dưới 1 phút được. Thì á, nó chạy được á, mà nó thấy nghỉ mệt á, 2-3 phút, rồi xong nó mới chạy thêm á, 100 mét nữa, dưới 1 phút được. Rồi xong nó nghỉ mệt thêm 2-3 phút nữa, xong nó nghỉ mệt thêm 2-3 phút nữa. Thì á, là nó có chạy được ở dưới 4 phút không? Không. Mà nó tin rằng á, là, hey, tao sẽ gắng tập đó để tao giảm cái khoảng trống giữa mỗi cái 100 mét này. Xong tao tin rằng á là mình đã giảm xuống á, thì cũng là nó tập gì đó không, nó hỏi, nó đặt câu hỏi không, mình có thấy giảm cái này xuống được không? Nhớ nghe, anh nói là nó đặt cái câu hỏi. Thì ở Việt Nam mình có cái văn hóa đặt câu hỏi không? Có không? Không, bởi vì Việt Nam mình nó khó phát minh ra cái gì mới là gì đó. Tại nó không có phải là cái văn hóa Việt Nam mình. Cái văn hóa Việt Nam mình đó là nó đón. Cái văn hóa đón. Ok, tại vì sao? Tại vì mình có cái văn hóa mặt mũi đúng không? Nó mình không dám hỏi. Nó chỉ xã hội nó dạy mình nó đừng có hỏi gì chừng. Ok, cầm cái mồm mày đừng có hỏi gì chừng. Dạy sao làm gì thôi. Ok, thì bên văn hóa bên miền Tây đó thì nó ngược lại. Cái gì nó cũng hỏi chừng hết. Em nói sự thật mà nó đặt câu hỏi, em có nói sự thật không nữa. Ok, thì á, là thằng này nó đặt câu hỏi bông là có cái nào đó mà mình giảm cái khoảng trống chính giữa này nè để cho nó giòn mới thành đó. 1600 mét đó mà dưới 4 phút được không? Ok, thì thằng đó tên là Roger Bannister. Ok, tụi em đi đặt ghi trên mã cái bông trên Google đó, nó sẽ ra cái tên thằng mà nó chạy đầu tiên đó, nó chạy mà một mao luôn dưới 1-4 phút. Thì cái ngày đó bông nó mời nhà báo rồi tùm lum hết trơn á, nó mời đủ thứ người lại hết trơn á. Sau đó, nhiều người mấy trăm người ghi trên nhà báo bông là cái thằng này nó khùng điên, không cách nào á mà nó chạy á 1600 mét á mà dưới 4 phút được chân á. Thì cái bữa đó nó ra đó, cái ông nó warm up á, rồi xong nó chạy, nó có mời nhà báo tùm lum hết trơn để thử. Đó là cái ngày á mà nó tập luyện tới ngày đó, nó sẽ thử thách thử nó chạy được không. Thì em đoán là xảy ra gì? Nhà báo đầy hết chân á, nó lại nó bu lại, không có nào tin là nó làm được hết trơn á. Rồi xong nó chạy được á hết nguyên á 1600 mét á cho 3.98 phút. Rồi em biết không, nó vừa làm gì xong á, vài tháng sau á xảy ra gì? Mấy chục người á, đúng rồi, ai cũng chạy lên. Bây giờ đó cấp ba đó, em chạy được đúng không? Không ai nói, không có ai coi đó là đặc biệt hết trơn á. Tại vì mấy đứa học cấp ba nó còn chạy được nữa. Tụi em hiểu không? Hiểu. Ok, cái lần đầu tiên đó, hồi xưa đó cũng mà người ta huấn luyện tập tạ đó, hồi đó giờ chưa có người nào đẩy được cái tạ đó bông trên ngực khò đó, họ đẩy được là 500 pound ở bên Mỹ đó, trên thế giới đó bông, chưa có ai làm gì hết trơn á. Tại vì nó quá nặng, nó là như 245 kg hay là gì đó. Ok, nó quá nặng á, người ta không có tưởng tượng á, mà cái người ta đó bông mà đẩy được là 245 kg trên ngực khò được. Rồi đó, sau cuối mà cái thằng mà nó làm được đó, lần đầu tiên đó, là xảy ra cái gì? Nó vừa làm xong đó, là vài tháng sau đó, là mấy chục thằng khác nó làm rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao á? Tại vì một thằng làm được thì nghĩ nó làm được. Đúng rồi, tại vì một thằng nó làm được rồi đó, là từ đó tới sau đó, là bà con nó tin rằng nó làm được. Cái lý do mà ở Việt Nam mà nó chưa phát minh ra mấy chiếc máy bay, chiếc trực thăng đó bông, là tại vì hồi đó giờ chưa có thằng nào làm được hết trơn á. Có một hai người đó, lớn tuổi đó bông, xong họ gắn cái máy cỏ hay là cái máy xe Honda vô đó. Ok, xong rồi họ làm đó, xong cái chiếc máy trực thăng đó, nó cất cánh được mà họ chưa bay xung quanh được. Ok, họ cất cánh được xong họ đáp xuống được mà nó chưa bay xung quanh được, để chứng minh cho mình đó là họ thiệt tình đó, sẵn sức là chiếc trực thăng đó mà nó bay được. Hiểu không? Như vậy em mà sản xuất là chiếc trực thăng đi, sau em bay từ Rạch Giá ra mà Phú Quốc đi, sau em bay trở lại mà đi, thì em có chứng minh được là chiếc máy bay hay chiếc trực thăng đó nó bay được không?
được. Còn á, mà em chỉ đứng trên mặt cỏ xong em lên nó 1 mét xong xuống như vậy, một cái đó khó cho người ta tin rằng á là em làm được, đúng không? Thì tại sao anh muốn làm gì? Tại sao anh muốn làm gì? Anh làm gì để cho người ta làm gì? Để có tiền hay là để làm gì? Còn em nghĩ anh làm vậy để cho người ta biết là người trẻ ở Việt Nam. Đúng rồi. Xong rồi đó, tại sao anh muốn đó, là cái đứa trong cấp 3 với đại học đó, nó làm, nó chưa ra trường đi, anh muốn, tại sao anh muốn nó làm? Tại vì anh nghĩ là người rất là trẻ cũng có thể làm được chứ không cần đúng phải là giảm đúng, đúng rồi, anh muốn chứng minh đó, là cái đứa mà nó tin được đó, mà đủ dụng cụ, nó đủ đồ nghề đó, thì nó sẽ làm được. Mà không cần chờ nó tới 40 tuổi, 50 tuổi. Phải không? Là mình, như tại sao mình ra nước ngoài đó, cái đứa 15 tuổi, 20 tuổi đó, nó xây dựng kinh doanh, nó xây dựng hãng xưởng đâu được. Mà tại sao Việt Nam mình khi dễ mấy cái đứa trẻ, sao mình nghĩ là nó làm không được? Tại sao? Tại sao mình có người có tài năng, có trí óc trong nước mình mà mình đi coi thường nó làm chi vậy? Mình gì đó, nó giới hạn của nó, mình tạo ra cái giới hạn đó, ơi, mày không có quyền phát minh ra cái gì hết trơn á, mày không có quyền làm cái đó. Tới lúc mày 30, 35 tuổi đó mày mới có quyền làm. Thì á, và cái thời điểm á, mà người đàn ông mình á, cái tuổi trẻ đó, mà cái trứng giái mình á, nó sản xuất ra cái testosterone đó, cái nam tính á, là cái thời điểm, cái tuổi nào á, mà nó sản xuất ra nhiều nhất? Tuổi trẻ á? Giữa 15 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi. Thì trong cái thời điểm đó, mà cái người Việt Nam mình á, cái tuổi trẻ Việt Nam đó, mà nó có trứng giái nó sản xuất ra cái testosterone đó, mà nó làm cho trí óc mình á, khôn nhất, nhanh lẹ nhất, học mau nhất, nhớ mau nhất, có cái sức lực á, cái xác á, để á, cái chịu cái căng thẳng á, để á, phát minh ra cái gì mới, hay là sản xuất á, hay là làm cái gì lớn đó không? Thì á, mình giới hạn đó, ê Vinh, mày á, nhỏ tuổi quá mày làm không được. Ê Tuyên, mày mới có 18 tuổi đó, ê, mày biết cặc gì mày, đi vô nằm phóng cho video game trở lại đi. Còn á, cái mình nhìn qua nước Mỹ á, cái mình nhìn cái thằng đó nó 15 tuổi, 18 tuổi á, nó xây dựng kinh doanh, nó làm được 25 tỷ á, cái mình nói vỗ tay cho nó, chú ơi thằng đó mẹ, thấy tôi Mỹ không, nó giỏi không? Thấy không? Ở Việt Nam mình á, thì á, mình hạn chế á, mình á, giảm, mình giam mấy đứa trẻ của mình á, trong nhà mình không cho nó ra ngoài đường á, rồi xong cái mình trở lại á, mình khen thằng Mỹ á, thằng con của nó á, nó 18 tuổi á, nó xây dựng được kinh doanh đó, mà 25 tỷ đó không? Trời đất ơi, nó giỏi thiệt á. Còn con của mình á, tuổi trẻ của mình á, ngay lúc mà cái trứng giái nó sản xuất ra cái testosterone nó nhiều nhất đó không? Thì á, mình giam nó trong nhà, mình không cho nó ra ngoài để học hỏi các chị dân. Thì đó, ai muốn á, phụ đó không? Chỉnh sửa, chứng minh cho bà con đó không? Là cái đó không? Là mình, cái đó không phải là thực tế. Ok, thầy hiểu không? Cái đó không phải là thực tế. Anh tin rằng á, cái đứa, mình có đủ sức lực đó không, mình có đủ là đứa trẻ Việt Nam đó không, có đủ trí óc đó không, mà cái đứa mà trong á, anh tin rằng á là nó không có khó, nó rất là dễ cho cái đứa mà trong á cấp 3 đó, mà nó mà biết tiện, biết hàng, biết bắt bù lon, biết đo, biết không, là nó sẽ coi cái chiếc thang nữa xong nó nhái y chang như vậy. Thì em nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam mình á, nó mà thấy cái đứa mà học cấp 3 đi mà tháo cái chiếc chụp thăng ra mà xong rồi sản xuất nhái y chang như đó, xong rồi sản xuất y chang gì đó, thì ta nghĩ sao? Thì ta nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng cái cộng đồng tuổi trẻ Việt Nam sao? Em nghĩ lúc đấy là anh Tài sẽ được ghi danh ở trên báo Việt Nam rất là nhiều. Anh không biết làm được không, tại vì anh không biết nó làm sao nữa. Anh không biết là nhà nước Quốc gia mình đó, mình đem chiếc nhiều thang vô trong nước Việt Nam mình không nữa. Anh không biết. Anh nói thiệt nghe, anh không biết. Mà cái đó là cái ước mơ của anh đó. Biết không? Cho anh đó, làm cái đó đó không? Nó cho anh đó, nó thú vị hơn đó. Và đi du lịch ba cái chuyện tàu lao đó. Biết không? Làm xong rồi không có cả chuyện cho nó. Đi mẹ, đi du lịch xong rồi vậy, chụp hình ra ba cái hình nữa. Xong rồi khoe khoang chút xíu trên Facebook rồi. Hết. Cái đó không có ý nghĩa cho anh đó. Cái đó không có ý nghĩa cho anh ghét nhất đó. Và làm cái gì á mà nó ngắn hạn á nhất á mà nó liên hệ tới cái vấn đề cảm xúc á, anh ghét nhất á, tại cái đó không có giá trị chứ, không có cái gì mà mình làm ngắn hạn á mà nó liên hệ tới cảm xúc á mà nó có giá trị á trong cuộc đời của người đàn ông mạnh mẽ chứ. Ok.